vẫn đang tính cố gắng di chuyển cùng với nhau, nhưng Alex có vẻ đã bị phát hiện ra. Một quả nết cấu nửa cây máu về cho Alex. Trong khi đó thì Alin Bock còn chưa có cho mình cả cái mũ trên đầu nữa cơ. 72 máu chạy trong tình huống này, Starlock sẽ nghe ra và tham minh đến vị trí Starlock sẽ như thế nào đây. Alex quá khó khăn rồi, Ikke đang có cho mình sẵn một khẩu shotgun trên tay, và đây là 3-1. Alex không có cửa phải đâu. Nhưng Alex đổi được 2, nhưng đến Ikke thì không làm một thế rất khó thì chỉ có Alex. Và Alex sẽ đi, Sylvia Deva sẽ cứu lại. Một tình huống mà nếu Alex còn có cho mình. Góc của Alimbot dần dần bị khép lại, xe chính choáng và Sylvia nằm xuống. Starlord đẩy tới và không hề có sai lầm. Top 16 cho Archangel Predator. Và bây giờ anh chàng Hakai mới là người gặp khó. NG đang tan vỡ tình huống này. Trick đã nghe tức bắt lại thành công của Văn Nghị. Sủi vào nhà vẫn là kịp đến từ vị trí Trick. Và bây giờ thì đây là bắn cực kỳ tốt đến từ vị trí Đạt Blue. Nếu mà hai player bên phía T1 Cold, hãy nhìn xem Pháp đang sấy cực kìa tốt rồi. Pháp còn lại một viên đạn, nhưng hãy nhìn lên Simon chỉ còn lại một chấm máu. Và chủ động pre-fire luôn, triple knock out đến từ vị trí của Pháp. Liệu rằng có phải là một cái quad kill luôn hay không đây? Chỉ còn lại một người bên phía T1 Cold. Một quả flash vào bây giờ đẩy vào thua, đó là tuyệt vời đối với Pháp, và đó là quả ra kill. Pháp làm hết trong pha thi đấu này. Mà có thể Hakai, có thể Văn Nghị gặp khó, nhưng bây giờ tiếp tục là sẽ là Văn Nghị cover cho những anh chàng đồng đội của mình. Pháp phóng resort di chuyển vào đúng lúc có thể bên phía NG đã có những sự chuẩn bị về đội hình. Và bây giờ tiếp tục vẫn là chơi đến từ Pháp phóng resort. Họ đang all in luôn trong pha thi đấu này. Và đông người thứ hai rồi, và đây sẽ là người thứ ba đến Pháp phóng resort. Quá tuyệt vời, chúng ta đem về cho mình tận hai đội tuyển trong pha thi đấu này. Unicorn Việt Nam đâm vào luôn từ vị trí của Sapao, súng sẽ nổ ra và mong sao hai đội tuyển Việt Nam ta sẽ không tàn sát nhau là quá gắt. Nhưng Sapao nốc ở vị trí của Hakai, biết được rằng sẽ gặp ai rồi. Văn Nghị cũng là người đi cùng, rất đáng tiếc cho New Generation Esports cho những pha xử lý như vừa rồi khi đã gạt đến hai đại diện. Nhưng một lần nữa Pháp thể hiện kỹ năng của mình, nốc A ngược trên vị trí của Sylphy. Tạch ô rào phía bên ngoài cũng đã bắn trả sang và Sapao bị nốc. Vực đó chính là căn nhà này. Ui, tự trả một quả Blue Zone và sau đó hack não đối phương chạy vào luôn đến Sapao. Não là to thật đấy, nhưng Pháp lại là người nốc A thành công vị trí của Smell cơ. Và tình huống lại được về đó chính là 2v2 rồi. Quả nết đến từ NBK liệu rằng nó có thể nốc A vị trí của Pháp hay không đây. Và nó là thừa để khiến cho Pháp phải nằm xuống. Sẽ là khó dành cho vị Đạt Blue. Góc đứng của Đạt Blue đang là một góc đứng khó và không thể nào quay trở lại vị trí của Pháp được. Còn trong cái đó đội hình UV vẫn còn đến tận 3 người ở đây. Pre-fire luôn đến từ Đạt, nhưng Đạt bây giờ sẽ phải lùi về mà thôi. Thật sự là rất khó khăn cho NG, họ tiếp đón đến vị khách thứ 3 rồi. Và Sapao là người vừa qua phần của Pháp. GE phi vào tiếp. Đại chiến cái khu vực nhà. Không biết là khu vực nhà này có cái gì mà anh em lại thích đến như thế. Bây giờ Đạt Blue, nỗ lực sinh tồn của mình bị lộ vị trí ra, cấu yếu được một người. Tiếp tục là cố gắng nhá qua khe cửa nhưng nó là không đủ. Top 13 cho New Generation Esports trước cái sự chống đỡ của rất nhiều đại diện. Attack around Zenith Esports. Phi hết về đây thôi. Atera nằm xuống, điểm đem về cho Smell với Unicorn Venom. Và chắc chắn sẽ là còn hơn thế nữa, bởi chúng ta là những người đang được kê trước. Chúng ta có đủ thông tin hơn về phía đối phương. Và quyết định của AA có lẽ cũng là quyết định chơi lớn, bởi vì họ đang rất cần điểm. Ui, bắn vào mồm luôn đến từ vị trí của NBK rồi. Và bây giờ Genos Esports sẽ là người đằng sau mà thôi. Và ngay lập tức vị trí của anh chàng NBK lại knock out thêm cả Yuta nữa. Bắn rất là cháy đến từ NBK. Còn Sapao còn NBK mà thôi. Smell chắc chắn sẽ đi trong pha thiếu này. Rất may mắn cho Unicorn Venom. Tuy nhiên nét của dây đai đã khiến trang bị phải nằm xuống. Cơ hội cứu liên lạc có hay không đây? Serbrook đã gặp Made in Thái Lan. Serbrook đang rất cố gắng để có cho mình một thứ hạng tốt hơn. Còn bên này, ôi sấy nó là quá ảo đi. Và Serbrook kia liên tục đem về địa cục và Made in Thái Lan dần dần tan vỡ những Unicorn Venom trong pha này. Và có thấy rằng Attack on Round đang là người hưởng lợi trong pha thiếu này. Họ có đến tận 4 người cơ. UV đang phải kê cho mình một hai đường một lúc. Và sấy là tốt, cái viên đạn cuối cùng của vị trí NBK lại là vào mồm Yang Bi. Lần knock out này là lần knock out thứ hai của Yang Bi rồi. Và lượng máu tụt là vô cùng nhanh, và kể cả người đồng đội của anh ấy cũng đang bị cầu máu liên tiếp. Đó chính là vị trí Yuta. Còn trong khi đó thì phía bên ngoài kia Xavier vẫn đang bắn nhau đội hình bên phía đây chết gaming. Liệu rằng đây có điểm kill thứ hai dành cho đội hình bên phía team khách hay không đây? Nhưng Himat đã xuất hiện ở một góc thi đấu khác và Leo là người phải nằm xuống. Genan đang sấy trong pha thiếu này và đây chết mình đã mất đến người thứ hai rồi. Sẽ là khó một pha thi đấu chia ra 2-2 đến từ đây chết. Và họ sẽ phải ngậm ngùi bỏ đi bộ đôi này mà thôi. Chỉ còn lại vị trí của Flash cùng với đó Belmont. Sát thương từ vòng ball là rất lớn. Himat trả đồ bị phát hiện vị trí ra và Genan. May mắn cho Himat cho pha sấy rồi khi Genan cũng chỉ cấu yếu được thôi. Trong khi đó thì TE đang công nhau với cả đấy chết gaming. Đấy rồi, đội hình bên đấy chết gaming đã rời cuộc chơi. Còn với set họ vẫn đang xoay sở được, kể cả Himat hay Tài Con đang có tình huống ao bò. Một quả nét cầu có vẻ sẽ tới vị trí của anh chàng Tài, nhưng mà Tài đã kịp tới chạy đi. Và một chấm máu còn lại cho Tài mà thôi. Nhưng mà Tài ơi, quả nét thứ hai thì anh ấy không thể nào né được. Genan knock out thành công vị trí của Tài Con rồi.
Và bây giờ đội hình Bethune Gate họ sẽ là những người có cho mình cơ hội khi mà đây sẽ tình huống 3v3. Nào, Gate có thể làm được không đây khi mà không còn vị trí Leo nữa. Genan, Upchen và Xavier sẽ phải lo lắng cho tình huống mà Tài Cọ đã cứu lại. Đội hình TE thì cũng chỉ còn lại cho mình duy nhất một người. Có vẻ như đây Checkmate họ mặc dù cũng chỉ còn lại cho mình đó là vài player thôi, nhưng họ vẫn rất cháy trước khi phải nằm xuống đúng không? Khiến cho đội hình bên phía team giấy Spiral cũng đã gặp một chút tổn thất. Dừng lại đến từ hai đại diện, đó là đây trên Gaming, Park Hồng Resort đều là không điểm. Ngôi vị top trên nó là rất cơ hội. Nhưng bây giờ đội hình bên phía team Set phải tìm cho mình góc đứng khác, bởi vì quá nhiều đất đã trả ra đến từ cái tên Genan. Genan đã muốn công một đón viên đạn vào mồm đến vị trí Genan cơ. Rất khó chịu, lượng máu hồi chưa kịp thì cái vị trí Tài con. Và đây là lần knockout thứ hai của Tài rồi. Nó, vâng, chưa thấy kill feed lộ ra. Có vẻ như không có gì xảy ra cả, còn như con Venom lại là người để mất đi. Ờ, đến bây giờ thì lại có một tình huống trả đồ thêm đến từ vị trí tam tất rồi. Và quả nét tiếp theo là thứ kết thúc đi vị trí của Sapao. Và Server Esports cũng đã để mất cho mình vị trí của Himat trước khi đến bên phía team giới Expandable. TE đang có cho mình 2 điểm kill. Nhưng trong pha thi đấu thì đội hình bên phía team ERA cũng đang để mất người liên tiếp trước họng súng của bên phía team Kill Confirm. Rất kinh với phía của Kill Confirm. Họ định quẹt hết một mạch đem về thêm điểm vào cục đầu tiên. Dẫu sao thì cơ hội bây giờ nhấp nhả khéo léo, Lyric bắn như người em trai Vlad vậy. Và ô kìa, khuyến bài 99 đã confirm mạng của Petred. Bây giờ Earth Zabalui phải kê đến hai góc lận. Rất cố gắng vào không được rồi, còn lại một mình với chiếc Opon đẹp dài thôi. Không kill mà đẹp dài thì cũng giải quyết gì đâu. Và bây giờ thì Lyric tiếng chân đã lộ ra, và góc này Lyric là người sẽ được bắn trước. Và rất nhanh thôi, top 11 cho Kill Confirm. Đội hình bên phía team giới Smartwall họ còn lại cho mình hai người set, còn đó là một UV cũng là con số 1. Genet Esports thì có lẽ là sáng cửa nhất với 3 player còn sót lại. Và phía bên này thì ERA mất đến tận 2 người liên tiếp rồi, đó là cả Lyric và cả Inside. Người Nhật đang có cho mình game thi đấu vô cùng là bay bổng tại map thiếu Tiago. Có vẻ như với một map thi đấu nó không quen thuộc như là Mirama, như là Irangel, thì Enterfort 36 lại đem về cho mình nhiều hy vọng hơn. Ike đã có cho mình đến 2 điểm kill. Và bây giờ họ bắn luôn với các thành viên bên phía team Arctic Honorround. Nhưng hãy nhìn mà xem, Sylvia là người bị knock out, sẽ phải chậm lại hơn một chút đến từ bên phía team Enforce 36. Jan Coop vẫn đang trên tay những quả nết. Jedi khép góc, bám sát cục quyền vòng bò. Và bây giờ thì Jan Coop knock out vị trí của Sylvia. Và đây rồi, có tiếng đổi mạng, nhưng một mình đây vào đây là không đủ. Máu đã quá yếu, Starlord đi đâu rồi, Starlord ơi. Chưa nhìn thấy Starlord đâu cả, khi bộ đội hình của Enforce 36 đã dần dần vỡ vụn. Còn Cerberus Esports top 10 thôi, khi đây đã là một lượt trận họ di chuyển quá vất vả. Còn phía bên này thì Yuta vừa là người bắn knock out với chiếc của anh chàng Jan Coop. Và với góc thiếu này thì không ai chịu một cái sát thương là kinh khủng khiếp hoảng hồn đến từ đối phương. Và quả nết vừa rồi chạm vào gầm cái nóc xe. Nó mạnh hơn một tí, nó bay ra ngoài. Nhưng bây giờ chiếc xe không còn và cửa cũng không còn nữa. Nếu có thêm một quả đồ trả vào chắc chắn nó sẽ là BBQ đến từ bộ đội bên phía team giới Spendable. Nhưng chúng ta cũng không còn thấy cái tên bên phía team Made in Thái Lan nữa rồi, và kể cả là Enforce 36 nữa. Và trong khi đó Attack on Round cũng đang để mất người liên tiếp. Đó là quả nết tốt đến từ G.Dot Esports. Và góc nhà vệ sinh của The Expendable bất ngờ trong bo, nhưng nét của Đức Hiếu xử lý chính anh ta. Ok, sẽ cứu được khi mà không ai có thể đẩy về khúc nhà này. Nhưng mà Jedi vẫn đang rất cố gắng cho tiếng trả đồ. Và khi đã có đủ thông tin rồi thì quả nét này nếu chui vào cửa là hết. Hết rồi. Bò Blue Zone tiếp. Cắn máu kịp từ vị trí của mình chàng phía The Expendable thôi. Còn Đức Hiếu thì là không thể nữa. Không thể nữa rồi. Cắn máu kịp. Cũng khoai. Nào, bây giờ vẫn sống. Nhưng bây giờ đến quả nết tiếp theo thì nó lại chuẩn rồi. Rất nguy hiểm. Và Ecolusia đẩy sang luôn, và đó là quyết định sai lầm đến từ player này. Jedi knock out vị trí của anh chàng, chính xác hơn là kết thúc luôn vị trí của tam thất. Nhưng mà Jedi cũng chỉ còn lại một người thôi. Rất nhiều flash bút vào. Glory đang hơi sai timing nhưng không sao cả, đã là sửa sai đến từ cái tên Glory. Chúng ta còn lại đội hình bên phía team Genus Esports, và đây là một tiếng 3v3v3. Và vẫn có thể sẽ câu kéo thêm cái lượng thời gian. Còn phía của Global Esports Set, Xavier đang muốn tạo đột biến một góc mở cánh bên tay trái. Và góc này nếu check không kỹ thì Genus Esports có thể sẽ gặp khó. Và đây rồi, vừa nói xong, tạt chính xác quá đến từ vị trí của Xavier. Yuta không có hy vọng nào cả. Đây rồi, đã nhìn ra Hasawat, chiếc xe đang trôi đi. Và khiến cho Hasawat đang không có cho mình góc backup. Sẽ là khó player bên phía team Titan Fire. Và ngay lúc tha rồi là người phải nằm xuống. Titan Fire bây giờ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và Genus Esports Glory Morgan, ai ra đột biến chính là ở đây. Cứu chưa được nhưng Rositus bắn kinh quá đi. Thật sự ta đã từng thấy mặt của Rositus xuất hiện rất nhiều sau trận đấu kết thúc. Và một lần nữa anh ta thể hiện được điều đó trong pha xử lý trước Glory khi là người bắn sau. Và phản xạ đó là kinh khủng khiếp hoảng hồn. Glory nằm rất nhanh đúng không? Bây giờ thì với Xavier họ đã bắt được thành công vị trí của Hasawat rồi.
Nếu là một cái bụi cỏ nó to hơn tí nữa đi thì tôi nghĩ rằng cơ hội sẽ là nhiều hơn. Không, chính xác hơn là cỏ cao hơn đi. Ừ, cỏ cao cỏ hơn Mark đi. Cỏ Tiago này nó chưa từ được từ nuôi trồng tốt cho lắm Xavier, và bây giờ thôi. Không qua được vị trí của Jungby, nhưng vị trí này của Upchen thì nhìn thấy rõ 1-1. Top 3 cho Zenus Esports và Gek xử lý xong cái người bắn hay nhất trong đội hình của Thiên Phai rồi. Bây giờ sẽ là vẫn sẽ cứu lên Xavier 3v1. Và để xem rằng là có bất ngờ nào xảy ra với Titan Fire không. Bởi nếu mà họ nhận thêm cái top 1 này, tôi nghĩ rằng là biết luôn nhà vô địch rồi. Nó sẽ là rất chắc chắn. Không thể có cơ hội cho Zenus Esports đâu. Và Tharadon, Tharadon là người phải clutch trong pha xử lý này. Khi mà Gen'an chưa cứu được Xavier lên. Có lẽ có một tình huống sẽ bỏ Xavier chăng? Và Gen'an Upchen đang xây, đó là top 1 dành cho đội hình BFTeam Gek. Vâng.